lần trở về này thì thực sự cái mọi thứ nó rất là khác lạ, nghĩa là chưa bao giờ mình thấy chuyến bay nó dài như thế. Không biết là mọi người đón chào mình, mọi người nhìn thấy mình, mọi người có ngạc nhiên không nhỉ? Khi người đầu tiên mà mình nhìn thấy là mẹ mình, thì trên tay mẹ mình có bé bé Cừu. Thực sự là mình cảm thấy rất là bất ngờ vì là bé Cừu không còn nhận ra mình nữa. Mặc dù là mình tham dự cuộc thi này hoàn toàn là vì các con, và các con cũng chính là động lực để cho mình thực hiện tốt tất cả những phần thi của các tuần, nhưng mình vẫn cảm thấy rất là có lỗi vì đã để các con ở nhà trong cái giai đoạn mà các con còn bé như thế. Trước khi về thì mình đã lên kế hoạch là mình sẽ thăm bố mẹ chồng, mà mọi người khen là mình gầy đi và mình xinh hơn rất là nhiều, thì các cụ cười rất là rạng rỡ, nhờ các cụ chính là người được khen vậy. Khi mà ngồi trong vòng tay bố mẹ và cảm giác là mình bé nhỏ trở lại, đã lâu lắm rồi mình mới có cảm giác bình yên và yêu đời đến như vậy. Mình thực sự là cũng cảm ơn cái trải nghiệm này, nhờ có nó mà mình đã biết quý giá hơn rất là nhiều thứ mình đang có.